quá, tấn công. Tàn luôn, tàn. Thủ hay quá nhỉ. Tàn. Vẫn thủ được. Dù gì hoàn chiều, phun thủ. Ủa, kìa. Ôi, phun thủ. Phun thủ rồi. Dù rất tiếc, ba người chơi đi. Từ bây giờ trở đi, ông nghĩ là họ sẽ vươn lên một cách mạnh mẽ luôn. Thủ cầu rất tốt. Hạ giống số 1 em không để ý anh ạ. Không, chúng ta có thể lên đấy để xem. Còn thủ cầu rất mềm dẻo. Thẳng ra thủ rất nhẹ nhàng. Tiểu số 11-9 cũng khá căng thẳng đấy chứ. Còn thủ cầu rất ảo diệu. Hai nhịp rất nỗ lực. Chút không thể vào được. Vẫn còn. Hai tay vợt đến từ Hàn Quốc có vẻ họ rất hiểu với nhau. Cái lúc này cầm quay. Vẫn còn nhỉ, hay quá nhỉ. Đúng là trận đấu đáng được mong, đáng được mong chờ. Biết chưa? Ba bốn, bốn điều không. Tấn công. Vào. Thủ bài đi nhỉ. Indonesia. Nào rồi, ba cầu rất cao của chúng ta. Lập rất mạnh. Thủ hơn rất lì. Không thấy thích nhảy. Xem một cách là mình kìa. What? Ồ, ai? Giang mà. Trong xe hai ghi từ sáng đến giờ không dừng gì giữ để tối nay live phim mọi người cũng xảy ra vấn đề đó thì hơi buồn một chút. Thủ kia, thủ kia dã man. Thủ là thương các tuyển thủ cho em ơi, chém cầu rất mỏng vẫn còn. Ui. Cầu sắp được thử sức lượng cầu 4-3 không đều. Rất bình tĩnh. Mới chỉnh nét không được em ơi, thuộc về chất lượng hạng rồi. Kinh, kéo thật. Cho Kim Sara. Cặp đôi của Kim Sara. Về các ông ba này rất kiểu cũng chia sẻ để nhiều người xem hơn nào, để nhiều người được thưởng thức trận đấu này hay hơn nào. Rất khéo léo.
đó là một pha đánh rất bình tĩnh. Trung Hoa Đại Bắc đấu với Tenas Adi Haryanto, Rian Abusaputro. Shang Yuji, Bia Jinja, Chinese Taipei vs. Chasini Korepak, Quantanok Sujai Prapara, Thailand, Empire, Nguyễn Quang Hương. Ôi, vẫn còn kìa, lắc lưới thế mà vẫn xử lý được. Bên này vẫn còn, chưa cần phải bay người luôn, chân quá dài. Ui, ba đập kinh dần. Chém cây rất mỏng. Quay người chú cầu rất lớn. Đi chạy thì chưa phải. Tiếp theo cặp đôi này là số 1 trong chương trình. Yeah.
vừa làm đầu thì giờ đây là như thế nào? Thực sự nếu mà mua được để chơi hai quả gì vẫn còn. Hãy thế nhập và kênh YouTube của Long Badminton thì hàng ngày đều up video của Long, đều đăng rất nhiều các video hay, đa phần là video tự quay. Con xa bắt đầu. Dơ, 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 d
đi. Thích thái độ thi đấu của Hoàng Kiều. Còn 20-19 rồi. Ba điểm. Tôi kết thúc trận đấu. Thuộc về đội tôi. Kim Doan Siêng và Kim Bắc Lập. 21-19 đi. Và Rion Siêng và Kim Đắc Gạc đối đầu với cặp đôi từ Indonesia đã sắp diễn ra. Bắt đầu rồi. Khi này là rất nhiều người đang mong chờ trận đấu này. Và hãy rất mẽ lớn. Ra nhanh lên, ra đánh rồi. Đừng bắt lưới được một phát to cầu vẫn trong đất. Super Serie rất bình tĩnh. Không còn nữa rồi. Vâng, rất đơn giản. Vẫn chưa thể giành điểm. Đó, một pha cầu lật. Đây là điểm số đang về vạch cân bằng rồi. 7 đều rồi. Cầu rất gắt. Kinh ngọc. Quá đẳng cấp. Điểm 97 cho Hàn Quốc rồi. Sút. Cảm giác là cầu quá nhẹ nhàng. Rất đơn giản, không biết khi nào Opa đánh, thậm chí họ cũng không biết xem ở đâu cơ. Điểm 18. Su Su bị cầu kìa. Su làm sao? Đó là cầu cứu người, không thể đỡ. Điểm số 11-9, cũng khá căng thẳng đấy chứ. Ôi, thủ cầu rất ảo diệu. Hai nhịp rất nỗ lực. Chút. Không thể vào được. Vẫn còn. Tay vừa đến từ Hàn Quốc có vẻ họ rất hiểu với nhau. Cái lúc này cầm quay. Vẫn còn hay quá nhỉ. Đúng là trận đấu đáng được mong. Đáng được mong chờ. Điểm cuối cùng họ lại dứt điểm vào lưới. Ngoài sân rất tỉnh táo. Cảm thấy rồi. Không còn nữa rồi. Vẫn còn kìa. Ly nè. Không còn nè. 19-12. Ok, một pha đấm cầu. Trời nó đẹp, dày đẹp. Trông kim đáng lên thì quả chân mà. Chụp. Phải đánh cảnh ngay mà đập cầu vào lưới. Được hai. Ừ. Không thèm hồng luôn. Khi được pha thì không đỡ được. Tần đầu cầu xuyên bắt đầu rồi. Và Indonesia. Đấu bắt đầu. Một số đầu tiên cho Indonesia. Cho biết đi. Sapucho ngày trước đánh giải đồng đội châu Á đi anh. Ôi thủ kìa. Dã man. Cầu ngoài sân. Hay quá. Vâng. Chiến thắng còn kém gì đi đông đô. Hay nhở, bạn dù từ ngày mai thì vòng bán kết trở đi thì rất nhiều các lông thủ từ các tỉnh. Cũng rất đáng tiếc thật. Cắn cầu rất khó nhưng vẫn cứu được kìa. Việt Nam mình còn phải dùng tạ để lấy đôi kia thì lấy đôi ra mắt nhiều hơn. Rất tốt, chân rất dài. Để trong sân cũng miễn kiệt ạ. Em thấy Du Dion Siêng đánh hay hơn Lee Jung Dae. Khi nào mà kết thúc vòng đấu ngày hôm nay thì liên đoàn người ta mới sắp. Vâng, thế mà cũng đủ được. Vâng, cũng không chia sẻ cho họ cùng xem được ạ. Và phát cầu cao tay. Cầu đó là ý kiến của mình nhá. Bạn có ý kiến khác thì bạn có thể phát biểu. Còn bạn không hài lòng thì nếu bạn không hài lòng và bạn không thích xem live stream này thì bạn cũng có thể hỏi ra ngoài.
đang là 8-10. Indo vẫn dẫn trước, không còn rồi. Còn khá hơn nha. Rồi không còn nữa rồi. Leon chưa có thể nói rất tốt nhưng mà ok, em sẽ cảm ơn anh Nguyễn Trọng nhá. Trong tuyển phòng của chúng ta, điểm số của chúng ta là tay vợt Julian Chiong, tay vợt từng xếp hạng số 1 thế giới, chính là tay vợt đánh cặp với Lee Jong Dae. Quy nhộn đó là một pha tay vợt hàng đầu của cầu lông đôi nam Hàn Quốc, kịch thủ sợ chưa kìa, thực sự thần tượng của cầu lông đôi nam đang đứng trước mắt chúng ta đây. Chính em vòng bán kết nha, ngày kia sẽ bóng đánh vòng chung kết, thông tin về thi đấu và cung thủ rồi. Ôi, Indo, bên kia, ôi, rất bình tĩnh, chết rồi. Chút, bây giờ Jonex, cơ hội. Indo, ai, ui, hai, Indo, 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 hai đều. Thủ kìa, sợ. Ê. Rất tốt, bọc cho nhau rất tốt. Đôi đến từ Indonesia. Vì ông Nguyên chất lượng vẫn ok đúng không ạ? Ông chỉ lăn em. Ôi, rất gắt. Ở ngoài sân. Nói chất lượng mạng nét, tuy nhiên Hùng đã vừa mới đăng ký mạng trên một gói nữa rồi. Hùng sử dụng đến 3 chiếc điện thoại để làm nhiệm vụ trong trận đấu này, nên mọi người yên tâm. Bán kết và chung kết ở giải đấu này. Đây là một pha đổ lỗi của Kim Đắc Răng. Vâng, điểm số 4-2 của Indonesia. Thế là em phải quay màn hình ngang ra xong em mới ấn nút rồi. Xoay màn hình xem con nó có xoay không nào. Ok, Khang Nguyên đó là trợ lý của Hùng nha. Bạn Khánh Huyền Nguyên, mọi người có thể kết bạn với bạn ấy. Bạn ấy một lông thủ rất xinh đẹp và đánh cầu rất hay. Em vừa đến từ học viện tài chính. Tay không? Thôi đừng để em cầm cũng được. Cầm kêu cho yên tâm. Cầm. Vâng. Trời, nhẹ nhàng. Hay quá. Ui. Ui, nhanh chịu kìa. Rất xuất sắc. Rất đơn giản cho vì em chồng chạy một máy đi mất mạng. Ôi, con không. Video siêu âm thủ công. Ui giời, xoáy cổ tay kìa. Tóng chân. Điểm bao nhiêu là 8 8, 6 đi bạn. Ôi, trời rất tốt đúng cả đôi. Những người trận này rất may mắn. Cậu vẫn trong à? Chỉ
lợi thế dẫn điểm. Team Indonesia thi đấu với Li Chiêu Khuê, Giang Khô Soan, Trung Hoa Đại Bắc cho tài trình nguyên của thi đấu Việt Nam. Và thủ hàng rất tốt. Hãy chúc các trò và với cầu vừa rồi của Duy Do Chiêu. Ngày ba ơn. Điểm 12-9. Và đổi điểm 12 cho cặp đôi Hàn Quốc. Rất thẳng. Phạt cầu lửa. Các anh lừa đối thủ. Tuy nhiên trọng tài đã bắt tình huống đó là cao tay. Cao tay à? Night Angel này. Trời ơi. Chính xác rồi ạ. Ở ngoài sân, trọng tài xác định đó là một tình huống cầu ngoài sân. Tạo ra cách biệt điểm số nữa không? Rồi. Một pha bắt bài của Du Doan Chiêng. Tuy nhiên trọng tài xác định đó là một pha cầu vượt qua lưới. Cúp vào 14 đều. Có vẻ Du Doan Chiêng làm rất... Thôi mình nhờ người ta. Thôi nhờ một quá được 14 đều. Chấp nhận quyết định của trọng tài. Sau điểm đó là một pha vô cầu vượt qua lưới. Hay quá. Thôi. Đáng tiếc. Rất căng thẳng cho đấu thứ ba. Ngày mai thứ bảy bưu điện con làm đâu. Hay ơi. Rất nhiều thứ. Gạt phí nhá. Rất mất công. Chỉ cầu rất tốt. Cao quá. Cái này thì khác gì Super Seri đâu. Dương còn sẵn sàng của Dương Dương chưa? Vẫn còn. Camucho đập đầu rất gắt. Kinh nhỉ. Thằng kim vậy. Cảm ơn Hùng vì đã cho đi ké. Không cảm ơn Khánh Hiền vì đã hỗ trợ Hùng rất là nhiều. Ui vãi, Kim đi cả. Nào, con. Vẫn còn. Thầy bắt đường ngang kéo. Thầy bắt đường ngang kéo. Hùng là inbox cho Hùng là hai bạn hay là chào bạn hay là gì đó thì Hùng sẽ đồng ý kết bạn ngay. Cao Mucho đập đầu rất căng. Tạ mãi. Ôi. Không hiểu gì nhau. Anh Dung rồi. Hết. Hết. Xong rồi. Hết. Ôi bắn thế. Anh Dung đâu chứ đâu. Anh Dung 18-19 rất căng thẳng. 19 đều đi nào. Chết rồi kia. Rồi anh kia. Vẫn còn đứng. Chết sớm thực sự là một tỷ lệ mất tiền rất nhanh chóng. Lỗi từ để anh sang lại nhớ. Ba. Ồ ba. Ok.
ok, Julian Siong đang có nhắc nhở trọng tài để gây tâm lý cho đối phương trong tình huống phát cầu ở điểm số quyết định này. Và Kim Bắc Giang cũng đang rất tập trung. Giải đấu Kibuta Hà Nội thực sự đây là một giải đấu quá khắc nghiệt. Ok, vậy là chúng ta xin chia tay với Oppa về nước rồi. Cặp đôi Indonesia thi đấu một trận đấu quá xuất thần, trong khi cặp đôi đến từ Hàn Quốc chia buồn với Julian Siem. Hôm nay Kim Đắc Giang đánh hơi tạ, thực sự là khá tạ, rất nhiều đường cầu mồi để cho Julian Siem number one. Tuy nhiên không còn cơ hội nữa rồi, set đấu thứ 3. Vâng, một kết quả không ai lường tới. Kim chia buồn với hai tay bởi.